Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, như thật biết thánh đế đạo? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, như thật biết đạo là tướng xuất ly, tự tánh vốn không, xa lìa hai pháp là sự thật của bậc thánh. Đạo tức là chân như tức là đạo, không hai không khác, chỉ có bậc chân thánh có thể như thật biết, thì này thiện hiện, đó gọi là như thật biết thánh đế đạo. Này thiện hiện, như vậy là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể học bốn thánh đế. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể học bốn duyên? Phật dạy: Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, như thật biết nhân duyên, như thật biết đẳng vô gián duyên, như thật biết sở duyên duyên, như thật biết tăng thượng duyên, thì đó gọi là có thể học bốn duyên. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, như thật biết nhân duyên? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, như thật biết nhân duyên, là tướng trùng tử, tự tánh vốn không, xa lìa hai pháp, thì này thiện hiện, đó gọi là như thật biết nhân duyên. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, như thật biết đẳng vô gián duyên? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, như thật biết đẳng vô gián duyên, là tướng khai pháp, tự tánh vốn không, xa lìa hai pháp, thì này thiện hiện, đó gọi là như thật biết đẳng vô gián duyên. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, như thật biết sở duyên duyên? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, như thật biết sở duyên duyên, là tướng trụ trì, tự tánh vốn không, xa lìa hai pháp, thì này thiện hiện, đó gọi là như thật biết sở duyên duyên. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, như thật biết tăng thượng duyên? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, như thật biết tăng thượng duyên, là tướng chẳng ngại, tự tánh vốn không, xa lìa hai pháp, thì này thiện hiện, đó gọi là như thật biết tăng thượng duyên. Này thiện hiện, như vậy là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể học bốn duyên.